Good morning quý vị, Hải Cao Minh đang có mặt ở đường Trần Quang Diệu, quận 3, Sài Gòn, sáng ngày 30 tháng 11, 2017. Chúc quý vị ngày mới tốt lành, vui vẻ, trời Sài Gòn đang nắng đẹp quý vị. Độ khoảng 28 độ C, bởi vì theo Hải Cao Minh vô chợ Trương Minh Giảng. Ngày xưa giờ là chợ Lê Văn Sĩ nha. Để thấy cuộc sống Sài Gòn mỗi ngày. Dòng ngoài chợ chưa minh giảng như vậy, xe đây là cổng trước hay cái gì, bây giờ gọi là chợ Nguyễn Văn Trỗi. Xe này chở hộp giấy gì quá trời, ly giấy quá. Rồi phía trước vậy là toàn cảnh của cầu Trương Minh Giảng á, góc bên trái là đại học Vạn Hạnh ngày xưa, vậy bây giờ là đại học sư phạm. Beep.
bên phải là bệnh viện tai mũi họng nổi tiếng nhất Sài Gòn. Mời gọi á, mình đi ngang chịu không nổi mình quay lại mình ăn á. Rồi ngã tư với đường Võ Thị Sáu, ngày xưa là Hiền Vương nữa gì. Tứ xứ và tòa lãnh sự quán Thái Lan ở Sài Gòn. Rồi bên phải là đường Phan Thanh Giảng, ngày xưa giờ là Điện Biên Phủ hướng về ngã bảy đó. Bên trái là lãnh sự quán của Nhật Bản. Đường Ngô Thời Nhiệm quý vị. Đó là gì, thấy nhà cửa quận 3 villa biệt thự rất nhiều. Đẹp quý vị. Chiến tranh Sài Gòn.
đường Võ Văn Tần cái gì, ngày xưa là Trần Quý Cáp. À, giờ nắng lên bình minh, những tia nắng chiếu qua hàng cây me đẹp cái gì ha. Ok, thank you, xin chào quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị tiếp theo, goodbye.